Thì đó, bây giờ á mình tự cảm nhận nhờ được rồi đó. Nên giờ là phải đâu để cái máy ngang ngang đây. Ai nói cái gì? Để cái Ở máy ngang chỗ đi, đâu? mà để cái máy đứng khó coi quá à. Ủa, nói gì nói lại em nghe thôi. Để cầm máy ngang đi, để máy đứng khó á. Ừ, máy ngang nó không Em biết cầm lên rồi nè. rồi. Bây giờ nè là không có nhậu nha, cho đầu óc được tỉnh táo nha. Vậy nè, tự dẫn ai dẫn đi hay là tự mình mở? Mình với anh xe máy xuống sông Quỳnh chơi thôi, tại vì ở chỗ đây nó có một nhà tối là người ta nhậu rồi người ta uống trà sữa đông lắm á. Nhưng mà nè, À, đó là cái ra một dĩa vì sao một cửa nè trời chị ơi, bà ớ không đã qua đó là phải gái chạy gì đâu, gọi tối cẩn ngày đi nhậu hoài cũng này sao ớn một quá ta. chỗ Nè, gọi với sợi với miền Tây á. ai mở súp cho là vậy. Thầy ơi, bữa em mất xích em đi được 5 bữa rồi em về. Ừ, Em về rồi ba nói là ba không có xích tới lại nhà nữa. Nhưng mà ba nói là đi chơi là phải về nhà ngủ. à vậy là ba cũng mở cho lại đi phải không? Anh Phong ơi, về ăn mì sò mật với bả lại nha. Ừ, cảm ơn lại. Ai xin lỗi, ai xin lỗi. Đây không? À, Có đổi đây cuộc chơi mình với bé đâu? lại đi. Là mình trên đây Chị, anh là vợ chồng của mà. chị hả? Trời, thế mà hồi bữa Đi ông rủ đâu? tôi đi nhà nghỉ chưa? Không có chừng cho tôi á, Sáng bây giờ nay tôi là biết rồi nha. qua được cái đai à. Đây là Hồi mình. bữa Không anh rủ mình mới đó hả? Hồi bữa thương anh cả anh luôn á. con ngồi xuống ăn cái món tàu cho mẹ đi. Là mấy anh này sổ mũi Mua luôn cái anh này. Phong. Để cái tối con Rồi rửa bữa mình nay có sạch mẹ ốc sẽ khoét rồi không? sắp ngon đó. Anh Phong ơi, bỏ Mua thì anh cái Phong không nha. ngon Anh rồi nói. Phong có sợ chết không anh Phong? Sợ chết hả? Có. Nhưng mà đời người thì ai cũng phải chết thôi, có gì phải sợ. Đúng rồi, chị chết là những lúc mình mệt mỏi hay là mình bị bệnh á, hay là mình áp lực công việc quá mình bị stress. Lỡ như mình bị tai nạn có đùng một cái mình chết mất thì sao? Ăn đi. Gác cho em rồi. Bộ gác nó gì lại, bộ tay gì lại nó run gì lại gác. Mình qua dĩa một bỏ nữa. Mà tự xử đi chứ. Chị lại đâu có ăn hết một dĩa Biết làm đâu. nhưng mà Bây làm giờ gì? nè. Dạ. Ngồi á. Nè, ba mở xích cho đi hay sao? Không phải là mở thì em nói rồi đó. Em đi chơi 5 bữa em về. Em về xong rồi ba nói là ba không có xích. Bữa chiều thứ năm em về ba nói ba không có xích rồi. Nhưng mà ba nói là đi chơi là phải về nhà ngủ chứ không có được đi luôn. Ba không có xích nữa nhưng mà ba lại vẫn để danh sách ở trong giường tối lại ba ngồi lại ngủ ba lại lấy danh sách ba lại xích lại. Nè, bây giờ là mình cũng là tự thích là tự mở luôn ha. Chứ ba không có bóp ổ khóa lại phải không? Tự bóp ổ khóa lại luôn chứ em không có gì thích là khuya em ngủ thôi, giật mình dậy em sợ em đi á, hiểu không? Ừ. Trời em khó ngủ lắm Phong ơi, ví dụ em luôn Vậy là cũng từ từ hết bệnh đó, rồi ba mới an tâm đó. Phong ơi, anh Phong, em nói anh Phong em có buồn không? Chị ơi, tôi gửi anh chọn anh chi mà xấu quét xấu quê vậy? Mũi này tạc lát luôn, mũi này tạc to râu ria không rồi, ông cái trời. Bởi quá tính con là thẳng thấy thật thà, ai để thì con nói đẹp, ai xấu thì nói xấu. Con đẹp không ba? Đẹp, ai cũng khen đẹp, con đẹp hơn chị luôn. Bữa nay anh Phong có đi quay phim không? Có Anh quay về hoàn cảnh gì vậy? bà già. Bà là không có ai ai ở với bà sao anh? Ừ, sống một mình Là bà già không chưa? 96 tuổi, Bà cũng đi đứng được không? đi đứng ngon lành luôn, bả nhảy đầm nữa. Thiệt luôn hả? Ừ, bả nhảy cha 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 mà nếu nó chầm chà già luôn á, nhảy đẹp lắm. Anh Phong ơi, không biết mình được sống thọ như vậy không anh Phong không? Đúng rồi ha.
nên giờ thấy mấy bà già thương lắm. À, em đối anh Phong với lại có buồn không? Không. Em đối anh em có buồn không? Không. Tại sao anh nghĩ là không? Đi ăn nhậu hoài sao buồn? Không, ý là em hỏi em đổ vợ ra vậy em có buồn không á? Buồn. Em biết em buồn không mà em bị xích ở nhà. Em ngồi em chống cằm lên, từ sáng là em ngủ dậy em quét hết sàn em đánh em rửa mặt xong rồi em xích lại. Xích lại là bắt đầu ngồi nói chuyện một mình là khóc. Xích mé tới trưa dọn chén ăn cơm ở gần á. Chỗ đó em kéo về xích lại bỏ cơm ăn xong. Anh sao mà ai mà không có mở ra đâu vẫn xích vậy luôn. Chị lẹ nó đây á. Cái anh xích mít tới chiều. Tới chiều rồi ba với em gái mở, em gái em nó mở em ra, em bà biết rau nấu cháo cho bò, quét cái sân đất, quét cái sân xi măng. Xong rồi xích lại để ba với em gái tắm. Tắm xong rồi cái mà mở em ra dọn dẹp đâu phải để tự em làm đâu, phải có người theo dõi em, không có theo dõi em là chả túc luôn luôn. Ủa nè. Xích chả có người. Dạ. Ủa, tắm bộ ba tắm cho lại hả? Đi về ba tắm lớn rồi mà tự về ba để ba tắm. Vậy ai tắm cho lại? Nói chung là cái thời gian mà em bệnh nặng anh Phong hả? Là mẹ có khi là mẹ tắm cho em luôn á. Rồi em gái có tắm cho lại không? Không. Vậy là mình phải tự tắm nha. Lớn rồi. Em tự tắm bây giờ, em tự giặt. Nói chung là cái tay em á, hai tay của em á, anh biết không, tay phải hết luôn là nó chuyển sang tay trái luôn. Tay trái hết luôn là nó chuyển sang tay phải luôn. Sao? Là sao? Là nó cứ thay đổi liên tục như vậy á. Anh Trung biết không, đó thời gian cái đầu em nó rung nữa cà rồi cũng không được. Cái tay em nó chỉ đỡ rung trang năm trước chứ lại năm nay thôi anh Trung. Bà lại cái chữ đẹp lắm anh Trung. Ồ vậy hả? Bữa nào viết chữ cho anh Phong coi nha. Ba. Cái gì nữa? Để ba lòng viết tờ giấy mà. Thôi được rồi, lo nhà lo với bạn đi. Bà đã trình diễn rồi hả? Anh Phong anh đang quay phim đúng không? Không. Đang ăn nè, không thấy hả? Ba cho con mượn cái viết tờ giấy mà. Nè, đang ăn nè. Ba, anh Phong ăn món gì nói bà coi bà lại ăn không? Kể lại. Cơm chiên hải sản. Trời sao ngon vậy? Ừ. Sao người anh Phong lâm nhiều dữ vậy trời? Dù gì, mẹ, quê mày. Vợ. Anh Phong. Vợ, anh nó cười kìa. Quá bài đó luôn. Ê, không có cười nha, nó nói không quê mà cười mới quê nha bà. Trời. Anh Phong em hỏi thật, anh lấy hai máy quay luôn đúng không? Không, đúng rồi. Đó, em biết ngay là anh đang lên mạng đúng không? Đã công nhận chưa? Vậy là thấy tỉnh táo từ từ rồi đó. Cậu bữa nay mặc đồ đẹp chứ vậy? Đẹp gì đâu mà đẹp kìa. Trời lạnh mà áo khoác luôn kìa. Nghe không, chửi gì? Anh ơi, sát bờ biển luôn nè anh. Đang ngồi sát. Nó xin hoài kìa. Nó anh Phong ơi em thèm bánh bía quá hả? Trời ơi vậy đó hả? Ừ. Thèm bánh bía. Chưa nè chứ đâu. Chị ơi. Ơi mẹ chị mua bánh bía gọi lên cho bé lại vài hộp ấy. Nói trời. Được chứ em, hiện tại nhà đang có bánh bía luôn đó nè. Chị nói gì anh? Nhà bây giờ á là nữa gửi địa chỉ cho anh Phong đi. Bây giờ mới lại đọc anh gửi cho mới lại anh ghi địa chỉ đi bây giờ. Kìa nè. Là nè bánh bía nè. Ở đâu vậy? Ở đâu ngon vậy? Thấy không? Quay cái mặt kia. Nè. Ngon quá vậy? Ở đâu ngon vậy? Ồ bánh bía nhiều lắm. Bà ăn với con. Người ta cho chứ cũng có mua nữa. Mà cái này là bánh bía chay, có bánh bía mặn lum la chân á. Nói chung là chay mặn cái nào em lụm cũng được á. Lụm cũng được. Anh gửi lên cho bé lại bốt bị đi, được không? Trời ơi, biết luôn hả? Trong một hộp có nhiều loại luôn. Nó nói bốn vị luôn kìa.
loại nhỏ hay loại to, loại nào cũng được. Được rồi. Cái loại bốn vị đó là cái hộp một cái nhỏ nhỏ nhỏ. Ừ. Nhưng mà có muốn anh, chú anh Phong gửi không? Dạ có, bây giờ em đọc địa chỉ, anh biểu cô lấy cái viết ra em đọc địa chỉ đi. Thôi bây giờ đọc đi. Bỏ thì bị lại. Rồi. Ghi chưa? Rồi. Xóm 22, xóm rồi chữ ghi 2 số 2 vô đó hiểu không? Xóm 2 hay là 22? 22, hay ghi 2 số 2 vô. Rồi, he he. Được chưa? Rồi. Thôn Trung Sơn. Rồi. Anh ghi gì mình nhanh dạ? Trời ơi, tao nhớ mà. Anh đọc lại nghe qua. Thôi mở quá hả? Lẹ lên đi, đọc cho lẹ lên. Thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh. Xã Phổ Phổ Khánh hả? Dạ. Rồi. Huyện Đức Phổ. Huyện Đức Phổ. Tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi. Anh ơi, anh ghi số điện thoại ba em vô đây. Lỡ điện thoại em hay gọi lắm, nó sợ máy nó bận. Bây giờ ghi số ba điện thoại ba em vô à. Thôi đọc số của lại trước đi. 0382. 0382. 4747, hai lần 47 đó. Ừ. 4747. 59. 59. Hết chưa? Rồi đọc. 0377. Rồi. 313. Ok. 604. Ừ. Số số của ba tên gì? Ba á. Á hả? Đêm đêm anh cho chị hai đánh vàng á. Ba ông tên gì? Tên gì mà đêm đêm anh với chị hai đánh vàng đó? Trời ơi là trời. Ờ nhỏ này nó nhỏ này dữ thần với mày. Tên Á. À tên Á phải không? Vợ 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 của anh Phong đâu có đánh dần chữ Á đâu. Cái đánh rồi chữ gì? Ờ. Rồi. Thì Anh Phong bả lại hỏi nè, anh Phong đừng có cười bả lại nha. Rồi nói. Vũ. Làm hết đi. Anh Phong ơi, em hỏi đây được không? Nói. Mình thở buông nhiều quá sao anh Phong? Em ăn cái máu gì mà em địch như trâu á anh Phong? Làm sao không hiểu? Nói lại. Ấy là bé là địch nhiều lắm á, anh hiểu không? Du duyên. Ăn nhiều, địch nhiều. Bé lại mới ngồi đây mà bé lại làm khách tạc luôn mà anh không nghe. Trời ơi, quỷ thần ơi, chỗ quán nè. Mình đi quán nó lại. Nhớ đừng có xì dạ. Hơi nha. À, nó không có được lịch sự đó. Ba bỏ vô cái bụng đem mèo bao uống ba. Lai ơi. Lai. Bỏ đi. Lai. Cái gì rồi, trả luôn. Lai này. Ông ba con vô chiên á. Con bắt địch là con biết gì vậy nha. Con có một chai cho anh ngầu làm rầm á anh Phong. Ừ. Mới mốt là phải muốn vậy á, phải đi ra ngoài nha không? Cái chứ không phải mà trong quán mà làm cái là cả quán người ta chạy hết trơn nha. Nhưng mà phải làm tại sao cái tối. Ai biết, sao biết ông tối? Nghe nghe cái tiếng là người ta sợ rồi. Anh Phong có hai đợt không? Nó mệt quá, có. Đi đẹp. Bảo hồn cho con. Có không con? Em hỏi thật á, anh Phong có hai đợt đông chứ phải là trùm luôn á. Trùm luôn. Hồi bữa bé, anh Phi đang quay phim mới lại địch cái rào anh Phi chạy luôn. Dạ hả? nhưng mà anh Phi cũng biết địch chứ bộ. Ủa? Ai không biết? Hồi bữa, chị đã mở cửa em chị. Sao không mở cửa cho con đi bà. Hồi bữa đó, con ra. Anh ơi, chị ơi, bé lại về nha. Ba con hết sức cho ở nhà rồi, ba nói đi chơi phải đi rồi. Ông ba con về nha. Đúng rồi đó.
ông ba có lì xì, ông ba có để đi chuyện giờ mà giàu lắm luôn á. Đúng rồi đó, bây giờ phải đi về liền đi. Về nhà liền nha. Dạ. Ừ. Rồi tội nghiệp dưới trời đi chơi mà cầm theo sở thích luôn vậy hả? Đâu dở lên chú Phong coi coi. Ơ anh Phong coi coi. Đâu rồi? Bỏ dây xích ở nhà rồi. À vậy là hiện giờ là đi chứ không có xích phải không? Vậy nhé kìa. Tự nó lại chở về. Đó. Sao kêu không có xe? Xe mượn. Xe mượn gì vậy? Của ông anh á. Rồi thôi về đi. Đội nón lên. Eo nha. Tới chị Lan con lên chân chị Lan nó yếu theo lên nó cực. Quay. Thế ơi. Đi không đeo khẩu trang chân con lại. Ai nói vậy? Không đeo khẩu trang chân hả? Khẩu trang hả? Ừ. Ngoài cho nó không được, khó thở lắm, thở mới được. Ừ. Mai mốt đi chỗ đông người đeo khẩu trang luôn nha. Ừ. Anh Phong ơi, hả? Đi nhậu mà đeo khẩu trang gì trời. Đi về kìa. Thôi, trên thủ về với ba đây, với chị em đi. Vậy nha. Gọi chút xíu chú Phong gọi, chút xíu anh Phong gọi. Ừ, về đây. Bây giờ em tắt máy em về nha. Về đi, ừ, thôi chú anh Phong gọi. Chết cái cò rồi. Quỷ. Thôi nói chuyện đi Phong. Rồi gấp máy đi, gấp máy đi. Thôi nói chuyện đi, nói chuyện đi. Rớt cái cò rồi, rớt cái cày mẹ rồi. Rớt vậy? Anh Phong ơi, ở dưới đó có quán nhậu không anh Phong? Nhấp. Hỏi chi vậy? Trời ơi trời. Không được. Sao mà anh Phong lo cho bé Lại được? Bé Lại tôi bé Lại đây. Bé Lại mà quậy quá rồi anh Phong chắc cũng trốn nhà đi ra Quảng Ngãi rồi luôn á. Bé Lại có em cũng quen một sư cô ở dưới Đồng Tháp á, sư cô cũng xem được video của em. Dạ hả? Sư cô cũng có gọi điện chị hỏi thăm rồi sư cô nói là sư cô biểu em xuống đó ở với sư cô em trai với sư cô cho hết bộ. Em mà anh trai em mặc rất con mà phòng lù luôn anh Phong. Dạ hả? Ừ. Thì ăn được cũng tốt mà cũng không nên ăn thường tại vì không đủ chất. Trời quá tu rồi, em nghĩ là tu có tâm chứ đâu phải là anh trai là tốt không anh? Hay, ừ. Anh trai là chủ yếu là tốt cho nghe, kêu anh trai thì nó tốt cho sức khỏe thôi. Cũng có mặt trái mặt phải, thì thôi bây giờ nè. À, về nhà đi cấp cứu anh Phong gọi, anh Phong đang ăn cơm. Nha. Dạ. Rồi, trời ơi, con gái mà tối ngày đi ăn nhậu mà hả? Trai cũng này là... thấy người toàn gặp trai không mà sao thấy cũng đáng sợ quá. Mà vợ hả sao lắc hay lơ sao biết đường ấy đây. Quan trọng ở nhà biết nó đi vậy đó thì có hướng bảo vệ chứ cái kiểu này mình lo cũng bằng thừa hả. Mình cũng cầu chúc cho nó hả đừng gặp những người xấu thôi. Phong gửi chút video về bé Lại á, mà nhà ăn cơm luôn bé Lại gọi á, hôm nay thấy nói chuyện đỡ nhiều lắm á, cũng mong bé mau hết bệnh. Rồi chú anh chị hãy đăng ký kênh theo dõi nha, có gì nữa Phong sẽ cập nhật sau. Dạ, xin chào.